Ok, hello. Nhật Anh Mobile xin chào tất cả các anh chị em nhé. Hôm nay là ngày 14 tháng 8, em này lên một clip giới thiệu bán hàng cho anh em. Mấy hôm trước bận quá, không đăng video được. Hôm nay mình lên được clip cho anh em nhé. Thì hôm nay em có chủ yếu là Samsung và Sony anh em nhé. Samsung và Sony, có Samsung A90 5G giá rẻ anh em nhé. Ok, thì anh em cùng đón xem chi tiết ở trong video nhé. Ok, thì cửa hàng em có địa chỉ ở số 137 Ba La, Hà Đông, Hà Nội. Anh em ở gần thì có thể qua xem trực tiếp nhé. Còn anh em ở xa thì bên em có ship code. Ship code anh em vui lòng cọc trước là 1 đến 200 tùy giá trị của đơn hàng nhé. Tiền cọc thì sẽ trừ thẳng vào tiền máy. Ship đến thì anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Anh em nào khách quen mua từ lần 2 giờ đi thì bên em sẽ miễn ship. Ok. Thì mọi thắc mắc về chi tiết sản phẩm cũng như mua hàng thì anh em có thể nhắn tin hoặc gọi điện qua số điện thoại em để trên màn hình nhé. Hoặc là nhắn tin qua fanpage trên Facebook, đường link em sẽ để dưới phần mô tả anh em nhé. Ok, đầu tiên thì hôm nay em vào từ máy rẻ thì máy đắt anh em nhé. Tiên là có con Xiaomi này, con này là con Zmi 7, máy của mấy bạn khách đổi máy để lại anh em nhé, đổi máy khác để lại. Con này thì RAM 3 cũng như 32. Đây là tình trạng nó bị lứt kính này anh em nhé, máy bị lứt kính ấy. Dùng thì bình thường, cảm ứng không ảnh hưởng nhé. Máy thì em mua thế nào thì em bán luôn chứ em cũng không sửa. Cảm ứng bình thường này. Ok này, cam quýt đầy đủ nhé. Cam khá là đẹp, cam trước này. Ok nhé. Cái con này em bán cho anh em giá 1.250.000 nhé. 1.250.000. Tiếp theo là con V-Smart ROG 4 anh em nhé. Con này là máy ROG 4 bản RAM 3, bộ nhớ 64. Máy thì hình thức hơi rỗ nhé. 5 RAM do dùng ốp. Còn lại là chưa cần móp gì nhé. Con này thì RAM 3, bộ nhớ 64. Màn thì như là 6, bao nhiêu ạ? Pin thì 5.000 anh em nhé. Con này pin cực kỳ trâu. Ok, con này thì em bán cho anh em giá 1.750.000 anh em nhé. 1.750.000. Ok. Tiếp theo là đến mấy con Sony thanh lý này. Con này là con XZ2 Premium anh em nhé. Con này thì là RAM 6, bộ nhớ 64, chip 845 anh em nhé. Màn 5,8 inch, độ phân giải 4K, pin thì 3.300, màn đẹp không ám ố nhé. Con này hình thức thì là hình thức phẩy nhỡ anh em nhé, trời xước này. Con này xước răm rất là nhiều nhá anh em nhé, xước răm. Thì con này em bán thanh lý cho anh em giá 2.150.000 nhé, 2.150.000. Anh em mua về cái game thì là ok luôn, RAM 6 dùng thoải mái nhé. Ok. Tiếp theo là XZ3 này. XZ3 thì cấu hình RAM 4 của như 64, chip 845, màn 6 inch, độ phân giải 2K nhé. Con này màn hình cong, màn hình cong luôn anh em nhé. Con này thì máy cũng là máy xước nhé, xước RAM, máy xước RAM. Viền cũng còn khá đẹp nhé, màn thì đẹp không ngam bố. Con này bán cho anh em giá 2.450.000 nhé, 2.450.000. Còn con XZ3 này màn chấm mực này. Đây anh em, màn mực tí tí đây. Còn lại là ok nhá, máy vẫn full chức năng. Thì con này em bán cho anh em giá 2.150.000 nhá. 2.150.000. Ok, tiếp theo em chuyển sang đến Samsung nhá. Samsung A90 5G. A90 5G anh em nhá. Bên em về cả màn ám, màn đẹp đủ loại. Màn ám này, như con này là màn ám lưu ảnh nhẹ này, lưu ảnh nhẹ, hình thức còn khá đẹp nhé, hình thức còn khá đẹp. Máy này em bán cho anh em giá 2.950.000 nhé, 2.950.000. Còn máy mà đẹp hơn ấy, thì là 3.2 nhé. Máy đẹp hơn và ám nhẹ hơn thì 3.2. Con này này, như con này là ám nhẹ này, con này ám nhẹ nha anh em nhé. Nhìn trên clip rồi còn không thấy luôn.
đây. Nhưng mà đây là con này thì tình trạng nó hơi bị rộp keo tí dưới màn hình nhé. Dùng thì không ảnh hưởng gì anh em nhé, dùng không ảnh hưởng gì. Con này em bán rẻ cho anh em giá 3 triệu nhé, 3 triệu. Màn ám nhẹ này, hình thức vỏ hơi phẩy nhé. Ok, còn đây là màn đẹp này, màn đẹp, màn đẹp nhưng mà hình thức phẩy anh em nhé, màn đẹp hình thức phẩy, giá là 3,6 triệu anh em nhé. Đây, hình thức hơi phẩy, màn đẹp không ám ố nhé, 3,6 triệu. Con này thì rịa kính này, màn đẹp nhé, rịa tí kính này anh em nhìn này. Kính đẹp nhé, rịa tí đây này, xước chảy. Đây, con này màn đẹp thì em bán cho anh em giá 3,3 triệu nhé, 3,3 triệu. Còn màn đẹp và hình thức đẹp vẫn còn anh em nhé, còn màu đen, màn đẹp hình thức đẹp. Này thì giá 3,9 triệu anh em nhé, 3,9 triệu. Ok, con này thì A90 5G thì cấu hình khá là cao anh em nhé, RAM 6 cũng như 128, chip 855, màn 6,8 inch, pin 4500 anh em nhé. Anh em cài game hoặc là dùng bình thường cũng ngon luôn. Ok, anh em cần hình thức như thế nào cứ nhắn tin cho em nhé. Tiếp theo là đến XZ Premium này. Con này thì cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ 64 anh em nhé. Chip 835 mà 5,5 inch, độ phân giải 4K. Pin 3200 anh em nhé. Hình thức thì tầm khoảng 98% anh em nhé. Máy đợt này là có hơi xước 5 dăm mặt lưng này. Màn hơi phản quang nhẹ nhé. Còn dùng ok này. XZ Premium này bên em bán giá 2,1 triệu nhé. 2,1 triệu. Có hai màu, đen và màu bạc tráng gương này. Đây. Mặt lưng có hơi xỉn cho dùng ốp nhé. 2,1 triệu. Rồi, tiếp theo đến XZ2. XZ2 thì cấu hình RAM 4, bộ nhớ 64, chip là 845 anh em nhé. Màn hình thì 5,7 inch. Pin là 3000. Màn đẹp không ám ố. Máy zin còn áp nha anh em nhé. Máy đẹp hình thức 99 anh em nhé. Còn là em còn hai màu, màu xanh và màu tím nha anh em nhé. Giá thì là 2,250 triệu, 2,250 triệu anh em nhé. Ok. Rồi, tiếp theo XZ Premium đẹp. XZ2 Premium anh em nhé. Con này thì máy đẹp, màn đẹp. Máy đẹp, màn đẹp. Con này RAM 6, bộ nhớ 64, chip 845. Màn 4K luôn anh em nhé. Con này thì em bán 2,850 triệu, 2,850 triệu. Có hai màu. Trắng này kiểu hơi trắng, hơi ngả xanh anh em nhé. Trắng hơi ngả xanh và màu đen. Ok. Rồi, tiếp theo là XZ3, mới về thêm hàng đẹp anh em nhé. XZ3 đợt này là bản sốt banh thì mặt lưng nó sẽ không có chữ, không có logo nhà mạng nhé. Màn đẹp không ám ố này. Máy đẹp 99 lên keng anh em nhé. Giá thì vẫn là 3,1 triệu, 3,1 triệu nhé. Vẫn đủ màu anh em nhé. Đấy, màu đen, màu trắng, màu xanh và màu đỏ anh em nhé. Ok này. Anh em cần màu gì cứ liên hệ cho em nhé. Tiếp theo là XPA5. XPA5 này thì cấu hình RAM 6, bộ nhớ 64, chip 855 anh em nhé. Màn 6,1 inch. Con này màn 219, nó sẽ dài anh em nhé, tỷ lệ dài. Máy đẹp, hình thức tầm khoảng 9899 anh em nhé. Có đủ màu, đen trắng và màu đỏ, đen trắng đỏ. Giá thì là 4,350 triệu anh em nhé, 4,350 triệu. Cuối cùng là XPA1 này.
XPA1 này thì có hình như XPA5 anh em nhé, RAM 6 cũng như 64, chip 855, màn này thì to hơn, màn 6.5 inch, cũng là tỷ lệ 219 nha anh em nhé, màn dài, còn này độ phân giải là 4K luôn, cực kỳ sắc nét anh em nhé, máy hình thức đẹp 99 nhá, có 3 màu, anh em nhé, đen, màu trắng và màu xanh. Giá thì cũng là 4.350.000 nhé, 4.350. Ok. Rồi. Cuối cùng thì anh em cho mình xin nút like, nút đăng ký kênh, ấn vào nút chuông để theo dõi những video mới nhất bên mình nhé. Chào tất cả anh em.